Chào các bạn, mình Học Nguyễn ha. Chào các bạn ha. Hôm nay mình cũng đi làm clip đó các bạn, cũng vô bờ hồ đi đủ chỗ ha, mà cũng bị muối các bạn ơi. Nên là hôm nay mình trở lại Kinh Tây ha, mình tiếp tục câu để làm clip cho các bạn xem ha. Cũng cầu mong cá cho các bạn xem clip ha. Đây, giờ bắt đầu mình đi câu ha. Chào mấy bạn ha. Bữa nay mình tiếp tục đi câu lăng xê ở Kinh Tây ha. Rồi thằng cháu mình trơn á, nó chưa xuống tới một chút, nó xuống tới nghe các bạn. Giờ đây mình cũng em nghe mình là Hùng Tạ Hồ á, thấy mình có ổ câu nó không được mượt á các bạn. Rồi em mình sẽ tặng cho mình một cái ổ câu nè các bạn. AX 4000, nhưng mà ổ này thì cũng không được mới lắm, ổ cũng ổ cũ, nhưng mà vật chất thì nó không bao nhiêu các bạn, nhưng mà cái ân tình thì nó rất là tình nghĩa. Mình cũng cảm ơn em Hùng ha. Mình bữa nay mình lấy cái cần này ra mình trải nghiệm coi ha, rồi coi bữa nay được nhiều hết ha. Nói chung anh em đi câu chung rồi thấy mình cái ổ không được đẹp á, tặng cho mình. Rồi mình không biết nói gì, cũng không biết cảm ơn bà em mình thôi. Rồi, dứt. Đây cần thủ từ trắng bàn lên nha. Rồi để luôn, để đây. Trắng bàn lên đi săn cá nha. Các bạn thấy coi clip thì nhớ cho mình một like và một đăng ký nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Đây là cháu Trơn mình ha, ở dưới trắng bàn lên đi câu với mình. Cũng coi clip comment dưới mình á, đi lên câu. Ở từ trang bàn lên ha, cũng là cần thủ, nhưng mà nay là cũng ít đi câu lại. Rồi cái cần này ngang này cả nhà, cháu đi lên câu với mình ha, để giao lưu. Quá sướng. Này, cháu mình lên hai con luôn cả nhà. Đây, hai con luôn, ngồi xuống ơi, thấy mặt ơi. Giờ ngay đây coi đó, rồi đưa đứng im trong 5 giây nha. Hai con luôn. Rồi quá đã cả nhà ơi, rồi. Quá ngon luôn. Lên hai con đã quá cả nhà. Cháu mình ở trắng bàn lên ha, cũng có đi giao lưu với mình mấy chuyến rồi, nay cháu lên đi giao lưu tiếp. Giơ tay chào khán giả cái chân ơi.
ngon. Sướng thiệt, tài sướng luôn. Đây là kinh tây ha mấy bạn. Rồi giật lên nuôi. Thấy ăn giật gạt cả. Bông à. Bông à, tới quá à. Còn gạt không?
rồi dứt đi. Dứt không? Con nữa hả? Đã quá, sắp vào đây hai con. Rồi ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Đã đời nha, hai con các bạn ơi. Trần thủ của tăng bàn lên dữ quá các bạn ơi. Cá bự. Đừng thôi dính hai con nữa nha. Dính hai con là bình thường. Có gì đâu. Một. Một con là cá bự. Ô. Xanh cá đây đi dài dài lại đây. Ừ rồi cá ngon. Cá ngon quá cả nhà. Rồi quá đã luôn. Rồi. Ngon. Quá ngon luôn. Cháu mình là cũng sát cá lắm đó, mấy bạn. Đây là bờ Kinh Tây ha. Hướng này là nó chạy ra ra cầu K13 với ra chỗ khu công nghiệp của Trà Là ha. Đây là ra khu công nghiệp, chạy ra khu công nghiệp Trà Là với cầu K13 nha mấy bạn. Các bạn nào có muốn câu thì cứ từ ở ngoài cầu K13 chạy dài dài vô đây, thì cái điểm nào mà mình thấy cá ăn móng á thì mình cứ vô mình thả câu câu à. Mình cũng câu cắm chim. Rồi có khi nó ăn trùng nữa cả nhà. Cắm chim rồi cắm gà con. Câu lăng xê mà. Rồi, vậy kìa. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Trúng ngộ đó hả? Ôi, quay thêm, quay chân hạ cái đọt đó đi. Đó, nó vậy, dở lên đó. Bước xuống chút. Đẩy ra ngoài. Đưa lên đó. Ê, khoan khoan, gãy á. Mới thả xuống ăn liền cả nha. Con cá kia chưa bỏ vô bồng kịp nữa là con cá này ăn nữa à. Bữa nay cháu mình về ngủ êm mình nha. Quần quá. Dính không? Hả? Dính hả? Ngon lành ha.
Muốn về không? Hả, về chưa? Muốn về chưa? Chiều tối rồi các bạn, giờ mình cũng xin kết thúc clip đây ha. Giờ bữa nay trời ui quá, cá cũng không có được nhiều, mình cũng xin kết thúc clip đây. Xin cảm ơn các bạn đã xem clip ha, và chúc các bạn một ngày vui vẻ hạnh phúc bên gia đình ha. Chào khán giả nha, chào ha, chào khán giả. Rồi lôi kia xách con cá lên luôn trời. Chiều á các bạn, hôm nay mưa gió nên câu không được nhiều, cỡ 2 kg à.